Trở về từ đồn công an, chị đại quận tư lại tiếp tục cãi nhau với hàng xóm, quậy tưng bừng không để cho ai ngủ. Trốn cách ly, 5 người tụ tập uống rượu bị phạt 55 triệu đồng. Bắt đối tượng bị truy nã đặc biệt sau 11 năm lần trốn. Đi bán gà không có giấy đi đường còn rút dao đâm liên tiếp vào thiếu tá công an. Hồ Chí Minh thử nghiệm camera giúp quét mã di chuyển nội địa. Hai tên trộm đêm để lại tăng vật bỏ chạy khi gặp công an. Quý vị vừa điểm qua những tin tức chính có trong chương trình ngày hôm nay của bản tin an ninh trật tự. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Sau khi từ đồn công an trở về nhà, chị Đại Quận Tư tiếp tục cãi nhau với hàng xóm, quậy tưng bừng không để cho ai ngủ, thậm chí còn suýt đánh nhau. Chị Đại Quận Tư là danh xưng mà cộng đồng mạng đặt cho người phụ nữ thường xuyên vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19, có hành vi chống đối lực lượng chức năng. Vừa qua, người phụ nữ này từng bị cưỡng chế lên phường khi ra đường không đeo khẩu trang, không có lý do chính đáng. Thế nhưng tại đây, người phụ nữ này vẫn liên tục ngang ngược đôi co, khẳng định mình không làm gì sai, không có bệnh nền nên không cần đeo khẩu trang. Cơ quan chức năng đã giải thích rằng phải có giấy xét nghiệm và có lý do chính đáng để ra đường. Nhưng người phụ nữ trình bày rằng mình không có bệnh cũng như không cần bất cứ loại giấy tờ xét nghiệm nào vì cảm thấy không mệt. Theo dõi đoạn clip, nhiều người bày tỏ sự ngán ngẩm lẫn bức xúc trước sự ngoan cố cùng loạt đời lẽ trả treo, cự cãi ngang ngược của người phụ nữ này. Phần đông đều đưa ra ý kiến cần có biện pháp xử lý thật mạnh tay đối với đối tượng vi phạm nhiều lần như trên. Đáng nói sau khi từ đồn công an trở về nhà, chị Đại quận Tư này lại tiếp tục gây hấn, cự gã với hàng xóm, thậm chí đôi bên còn suýt đánh nhau dù đã đến nửa đêm. Theo người đăng tải đoạn clip, nguyên nhân dẫn đến sự việc này là do chị Đại sau khi trở về từ đồn công an đã quậy tưng bừng không cho cả xóm ngủ dù thời điểm này đã gần nửa đêm. Do đó một người đàn ông hàng xóm đã ra mặt nói chuyện dẫn đến sự việc trên. Sự việc tưởng chừng như đẩy lên đến đỉnh điểm nếu không có hai người phụ nữ hàng xóm sang can ngăn. Theo dõi sự việc, ai cũng lắc đầu ngao ngán trước cách hành xử của người phụ nữ này. Trước đó người phụ nữ này từng 3 tháng bị phạt tới 16 triệu đồng vì không đeo khẩu trang hết lần này đến lần khác, liên tục dẫn con gái đi ra đường trong thời gian giãn cách xã hội. Hiện tại cơ quan chức năng quận Tư đã đưa người phụ nữ vào diện quản lý theo quy định. Nếu tiếp tục vi phạm sẽ tăng hình phạt, không dừng lại ở việc xử phạt vi phạm hành chính. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Năm người ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An đã tụ tập uống rượu trong lúc thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh, theo chỉ thị 16, trong đó có một người đang thực hiện cách ly tại nhà. Cụ thể, sáng nay bà Trần Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, cơ quan đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 người dân tại xã Phúc Thọ 55 triệu đồng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người để phòng chống dịch COVID-19. Một trong năm người trốn tránh cách ly y tế tại nhà bị xử phạt hành vi bổ sung, những người bị xử lý bao gồm NVL, NCL, TNT, NDG và NMD tại xã Phúc Thọ. Trước đó gần 23 giờ ngày 29 tháng 8, tổ công tác công an xã Phúc Thọ tổ chức tuần tra phát hiện tại nhà chị NTT ở xã Phúc Thọ có năm người đàn ông đang tụ tập ăn uống. Trong đó ông NMD đang thực hiện cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 tại nhà cũng có mặt Bà Tuyết cho biết thêm, ông Đê mới hết hạn thực hiện cách ly y tế tập trung và đang trong thời gian cách ly tại nhà 14 ngày. Theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Lộc đã phạt mỗi người 30 triệu đồng. Riêng ông NMD bị phạt bổ sung thêm 5 triệu đồng vì trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế trong phòng chống dịch COVID-19. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Về quê ngoại tại Lào Cai mở cửa hàng kinh doanh ăn uống, đối tượng Nguyễn Khắc Hậu đã bị cơ quan công an bắt giữ sau 11 năm lẩn trốn truy nã, đặc biệt về tội sản xuất trái phép chất cấm. Mới đây, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về chất cấm công an thành phố Hà Nội cho biết, đã phối hợp với công an huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai bắt giữ đối tượng Nguyễn Khắc Hậu, sinh năm 1975, trú tại phường Lê Lợi thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang, trốn truy nã đặc biệt về tội sản xuất trái phép chất cấm. Trước đó ngày 30 tháng 8, Nguyễn Khắc Hậu đã làm thủ tục xin đăng ký tạm trú tại tổ dân phố Phú Thịnh 1, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng. Tuy nhiên trong thời gian chờ làm thủ tục đăng ký tạm trú, đối tượng lại không ở nơi đăng ký tạm trú. Sau khi xác minh nguồn cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã phát hiện hậu là đối tượng trong lệnh truy nã đặc biệt số 39 ngày 13 tháng 9 năm 2010 của công an tỉnh Bắc Giang về hành vi sản xuất trái phép chất cấm. Ngay sau đó, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về chất cấm công an thành phố Hà Nội và công an huyện Bảo Thắng phối hợp tiến hành bắt giữ đối tượng. Theo hồ sơ vụ án, Hậu có tên trong một đường dây sản xuất trái phép chất cấm tại Hà Nội trong khoảng 11 năm trước và bị công an tỉnh Bắc Giang điều tra. Khi biết các đồng phạm bị bắt, Hậu đã bỏ trốn khỏi địa phương. Qua tài liệu điều tra trong thời gian làm ăn tại khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Hậu quen biết và lấy một người phụ nữ ở Lào Cai làm vợ. Sau đó, vợ chồng hậu gửi con cho ông bà ngoại tại huyện Bảo Thắng nuôi dưỡng, còn hai vợ chồng vẫn sinh sống và làm việc tại Bắc Ninh. Do tình hình dịch bệnh và vì nhiều lý do khác, hậu muốn quay trở về quê ngoại, mở cửa hàng kinh doanh ăn uống, nhưng đã bị cơ quan công an truy vấn và bắt giữ sau 11 năm trốn truy nã. Khi bị tổ công tác lập biên bản vì ra đường trong trường hợp không cần thiết, đối tượng An đã chống đối và bỏ chạy. Không những thế, đối tượng còn rút dao, đâm liên tiếp về phía thiếu tá công an. Mới đây, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết Công an huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn An, 33 tuổi, ngụ ấp Trà Kha, xã Đại An, huyện Trà Cú, về hành vi chống người thi hành công vụ trong các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trước đó vào chiều 26 tháng 8, Tổ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch xã Đại An thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường thuộc ấp chợ xã Đại An huyện Trà cú thì phát hiện hai thanh niên điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường nên dừng phương tiện để kiểm tra hai thanh niên này khai tên là Nguyễn Văn An và Trần Văn Thanh ngụ ấp Rồng Đỉnh xã Đại An chở theo hai con gà và trình bày lý do là đang đi bán gà qua kiểm tra Thanh và An không xuất trình được giấy đi đường nên lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm ra đường trong trường hợp không cần thiết nhưng hai thanh niên này đã không chấp hành và bỏ chạy nhận thấy tình hình phức tạp nên thiếu tá lê trần nghĩa trưởng công an xã đại an đã có mặt để phối hợp giải quyết vụ việc nhưng bị an dùng dao đâm liên tiếp rất may thiếu tá nghĩa kịp thời né tránh nên không bị thương sau khi bị tổ công tác xịt hơi cay để khống chế an đã bỏ trốn về nhà thanh Xét thấy Nguyễn Văn An có hành vi dùng vũ lực để cản trở lực lượng tuần tra thực hiện nhiệm vụ, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trà Cú đã củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn An. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thí điểm hai camera tự động quét mã QR khai báo y tế di chuyển nội địa tại hai chốt kiểm dịch. Theo công an thành phố, đây là giải pháp an toàn cho cả người dân và lực lượng cán bộ tránh tiếp xúc gần. Ngày 3 tháng 9, Công an thành phố Hồ Chí Minh triển khai thí điểm hai camera tự động quét mã QR khai báo y tế phần mềm di chuyển nội địa tại ngã 6 Phù Đồng, đoạn giao lộ đường Nguyễn Trãi Cách mạng tháng 8 và một điểm trên đường Cách mạng tháng 8, đoạn trước Công an quận 3. Theo ghi nhận của phóng viên, camera sẽ quét mã QR mà người dân đã khai báo tự động, thay vì cán bộ tại chốt phải dùng điện thoại cá nhân của mình để quét và kiểm tra như trước. Thật ra tại chốt vẫn có người trực ngồi cùng máy tính. Khi người dân đưa mã QR vào, camera sẽ tự động quét mã và thông tin dữ liệu được truyền đến máy tính. Cán bộ ngồi trực sẽ kiểm tra thông tin người dân đã khai báo có chính xác với giấy đi đường và giấy tờ tùy thân hay không. Theo quan sát, camera quét mã QR người dân đưa vào nhanh hơn nhiều so với quét mã bằng điện thoại cá nhân của cán bộ. Theo thượng tá Lê Mạnh Hà, phó trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố, việc quét mã QR tự động bằng camera giúp cán bộ tại chốt và người dân không tiếp xúc với nhau, hạn chế lây lan dịch bệnh. Ông cho biết việc sử dụng camera quét mã vạch tự động bước đầu thử nghiệm khá tốt, người dân đi qua chỉ cần xuất trình mã QR trước máy đọc, chỉ mất khoảng 5 giây để máy xác thực. Đây là giải pháp an toàn nhất cho người dân và lực lượng cán bộ chiến sĩ công an tuy nhiên theo ghi nhận thực tế việc này cũng phải đòi hỏi có hai cán bộ một người có nhiệm vụ hướng dẫn người dân đưa vào mã qr vào camera để quét đồng thời kiểm tra giấy đi đường giấy tờ tùy thân của người dân để đối chiếu thông tin khai báo người còn lại ngồi trực máy tính kiểm tra thông tin sau khi người dân quét mã Sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Sang, sinh năm 1997 và Nguyễn Thanh Việt, sinh năm 1980, cùng ngụ phường Mỹ Thới để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, khoảng 21 giờ ngày 31 tháng 8, Sang rủ Việt đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài và mua chất cấm để sử dụng. Việt đã đồng ý trên đường về, hai đối tượng phát hiện tổ công tác của công an phường Mỹ Thới đang trên đường tuần tra kiểm soát, sang và Việt liền bỏ lại xe, tài sản vừa trộm được, bỏ chạy. Tổ công tác liền truy đuổi bắt giữ sang cùng phương tiện và tăng vật, còn Việt thì kịp thời chạy thoát. Đến chiều ngày 2 tháng 9, Việt đến cơ quan công an phường Mỹ Thới đầu thú. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Người đàn ông ra đường mua bia, thấy công an liền phi vào nhà dân bên đường để trốn phạt phát hiện ninja Lead vận chuyển thuốc điều trị covid-19 trái phép tại Hà Nội. Quận Hoàng Mai xử lý đối tượng cố tình thông chốt tại phường Trần Phú. Phạm nhân cầm đầu vụ trốn trại bị bắt khi đang chơi điện thoại. Người vô gia cư tại Hà Nội có ngày chỉ ăn một bữa, có ngày nhịn đói đi ngủ. Thành phố Hồ Chí Minh bắt nhóm lang thang nhiễm covid-19 gây ra nhiều vụ trộm đêm. Hành vi của người đàn ông đã nhanh chóng bị lực lượng chức năng phát giác. Những ngày thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội ai ở đâu ở yên đó để chống dịch. Trong lúc nhiều người dân vô cùng tuân thủ chỉ thị thì số ít trường hợp vẫn hồn nhiên ra đường, không có lý do cần thiết. Người đàn ông trong clip dưới đây là một ví dụ. Theo đó, khi đang đi trên đường mua thùng bia về thì người này bị lực lượng chức năng phát hiện. Nhanh như cắt, ông đã lao xe vào nhà người dân đang mở cửa hé ở gần đó rồi u chạy vào trong. Trong lúc người đàn ông đang lấp ló trốn sau cánh cửa, các chiến sĩ công an cũng vừa kịp lúc tới. Lúc này chiến sĩ công an phải gieo gọi. Ra đây đi Sau một hồi do dự nhưng biết không thể trốn mãi, người đàn ông mới bước ra ngoài rồi lôi chiếc khẩu trang ra đeo. Khi được tra hỏi, người này cho biết nhà ở khu phố 7, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Trước hành vi sai phạm không thể chối cãi, ông chú đã bị lập biên bản xử phạt. Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút đông đảo sự quan tâm của dân mạng nhiều người chỉ trích gây gắt hành động vi phạm của người đàn ông này. Trong khi cả thành phố đang căng mình chống dịch, toàn bộ lực lượng công an, quân đội được huy động vì mục tiêu sớm đẩy lùi Covid-19, thì những hành vi vi phạm như người đàn ông này là đáng lên án. Ngày 3 tháng 9, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa phát hiện liên tiếp hai vụ buôn bán vận chuyển các sản phẩm thuốc điều trị COVID-19 trái phép. Chiều ngày 2 tháng 9, đội quản lý thị trường số 13, Cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với phòng PC05, Công an Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đối tượng Nguyễn Thị Thúy Huyền, sinh năm 1979, hộ khẩu tại Yên Hòa, Cầu Giấy, đang điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 30F08488. Trong quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra đã phát hiện đối tượng Thúy Huyền đang vận chuyển 450 hộp thuốc đặc trị COVID-19, bao gồm 400 hộp Arelivir và 50 hộp Copaha do Nga sản xuất. Cả hai sản phẩm này hiện chưa được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép bán kiếm lời. Do đó, toàn bộ số lô hàng này cùng phương tiện đã được cơ quan chức năng tạm giữ và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, vào chiều ngày 1 tháng 9, đội quản lý thị trường số 7 phối hợp với phòng PC05, Công an Hà Nội cũng đã bắt quả tang đối tượng Thúy Hường, sinh năm 1974, thường trú tại Tự Khoát, Thanh Trì, Hà Nội, điều khiển xe máy Honda Lead đang vận chuyển 265 hộp thuốc điều trị COVID-19 do Nga sản xuất. Ngay sau đó, toàn bộ số lô hàng này cùng phương tiện đã được cơ quan chức năng tạm giữ và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. Trong hơn một tháng gần đây, cơ quan chức năng đã liên tiếp phát hiện các vụ buôn bán, vận chuyển thuốc điều trị COVID-19 trái phép trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo ghi nhận của phóng viên, trên thị trường chợ đen, các sản phẩm thuốc điều trị COVID-19 do Nga sản xuất có giá không hề rẻ. Trong đó, hai sản phẩm được các đối tượng vi phạm buôn bán nhiều nhất là Aridon và Arevlivia, có giá lần lượt là 260.000 đồng một hộp và 3,05 triệu đồng một hộp. Trước hiện tượng này, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội cho biết, hiện nay lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội đang diễn biến phức tạp, một số đối tượng đã nhập lậu các mặt hàng y tế không qua kiểm định, không đảm bảo chất lượng vào thị trường, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội làm nơi buôn bán, sau đó tìm những địa điểm đang xây dựng, địa hình đi lại khó khăn, sâu trong các ngõ nhỏ để làm nơi cất giấu hàng hóa. Do đó, đơn vị này đã khuyến cáo người tiêu dùng không nên mua các sản phẩm thuốc điều trị, thuốc ngừa COVID-19 trôi nổi trên thị trường, đặc biệt là trên các nền tảng mạng xã hội. Hiện nay, phương án phòng chống COVID-19 tối ưu nhất chính là 5K và vaccine phòng COVID-19, đại diện quản lý thị trường Hà Nội thông tin. Chiều tối ngày 2 tháng 9, thông tin từ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Trần Phú cho biết, lực lượng chức năng quận Hoàng Mai đang lập hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng không chấp hành việc kiểm tra giấy đi đường, tăng ga phóng xe máy bỏ chạy và đâm vào thành viên chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 gây thương tích. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trần Phú Lê Hải Quang cho biết, vào lúc 18 giờ 30 phút tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 cuối phố Tây Trà, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1981, trú tại xóm trại, tổ 4 phường Trần Phú, điều khiển xe máy định qua chốt. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra giấy tờ, nhưng đối tượng không xuất trình được giấy đi đường theo quy định. Sau đó, đối tượng bất ngờ tăng tốc tông trúng đoàn viên thanh niên Dương Tiến Đạt, đoàn viên tri đoàn 1, phường Trần Phú, làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát rồi bỏ chạy. Hậu quả, đoàn viên Dương Tiến Đạt bị thương ở chân, say sát người, được đưa đi khám ở bệnh viện Thanh Nhàn. Đối tượng đã bị tổ tuần tra của công an phường Trần Phú bắt giữ ngay sau đó để đưa về trụ sở. Hiện công an phường Trần Phú đang phối hợp với đội nghiệp vụ công an quận Hoàng Mai để lập hồ sơ xử lý đối tượng theo đúng quy định. Nắm được thông tin vụ việc, lãnh đạo quận ủy, ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai đã chỉ đạo lực lượng công an quận phải xử lý nghiêm hành vi không chấp hành các quy định về phòng chống dịch và cố tình chống đối tấn công người thi hành công vụ để thông chốt của đối tượng Nguyễn Văn Trung. Đồng thời kịp thời thăm hỏi động viên đoàn viên thanh niên Dương Tiến Đạt, mong bạn sớm bình phục sức khỏe để tiếp tục tham gia vào công tác phòng chống dịch trên địa bàn phường Trần Phú nói riêng cũng như quận Hoàng Mai nói chung. Liên tiếp những ngày qua, địa bàn Hà Nội đã xảy ra nhiều trường hợp các cá nhân thông chốt kiểm soát dịch COVID-19 bằng cách tấn công các cán bộ đang thực thi công vụ. Điều này không chỉ gây nguy hiểm cho người đang thi hành nhiệm vụ mà còn thể hiện rất rõ bản tính côn đồ của một số đối tượng. Hành vi của các đối tượng này cần phải được xử lý nghiêm để đảm bảo sự thượng tôn của pháp luật, dăn đe kẻ khác, nhất là trong thời điểm cuộc chiến chống COVID-19 đang còn những khó khăn, phức tạp như hiện nay. Sáng mùng 3 tháng 9, Công an huyện Krongpa, Gia Lai cho biết, cảnh sát đã bắt giữ được Nguyễn Trần Anh Quốc, 29 tuổi, ngụ tại Krongpa, Gia Lai sau 3 ngày trốn chạy. Tối mùng 2 tháng 9, Công an huyện Krongpa phối hợp với Công an huyện Sơn Hòa cùng Công an tỉnh Phú Yên ập vào bắt Quốc khi bị can này đang nằm chơi điện thoại tại nhà người quen ở xã Ea Trà Rang, huyện Sơn Hòa. Quốc là bị can cuối cùng bị bắt trong vụ ba phạm nhân đục tường bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an huyện Krongpa. Sáng sáng ngày 30 tháng 8, Quốc cùng Nguyễn Văn Trực, 31 tuổi, Cơ So Hái, 16 tuổi, cùng ngụ ở Krongpa, lợi dụng trời mưa, đục tường trốn khỏi nhà tạm giữ công an huyện Krongpa. Sau hơn một ngày lần trốn, Trực và Hái đã bị bắt giữ tại huyện EAK, Đắk Lắc. Bước đầu, hai bị can này khai nhận, Quốc là chủ mưu rủ Trực và Hái đục tường chạy giam. Sau khi thoát khỏi nhà tạm giữ, Quốc đã cung cấp tiền, phương tiện cho Trực và Hải bỏ trốn. Cảnh sát cho biết Quốc bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất cấm, trực bị khởi tố về hành vi cướp tài sản, cơ so hái bị khởi tố về hành vi cướp tài sản và cướp giật tài sản. Dù thành phố Hà Nội đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 17, nhưng các tuyến đường ở trung tâm Hà Nội vẫn xuất hiện nhiều người vô gia cư. Họ ngủ ở ngoài lề đường, bữa đói, bữa no. Theo ghi nhận của phóng viên, trong những ngày Hà Nội giãn cách xã hội theo chỉ thị 17 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, một số nơi vẫn xuất hiện người vô gia cư, lang thang trên nhiều tuyến phố. Trường hợp người mặc quần trắng áo nâu là ông Nguyễn Văn Hà, quê ở Nam Định, sống tạm bợ trên đường Lê Duẩn, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội. Ông Hà cho biết, ông giấu gia đình lên Hà Nội để làm nghề thu gom rác. Tuy nhiên, khi dịch bùng phát, ông chưa xin được việc nên đành ở tạm vỉa hè gần ga Hà Nội ông Nguyễn Giản ở Thái Bình cũng đang sống tạm bỡ trên vỉa hè ở Hà Nội. Ông cho hay, khi Hà Nội giãn cách, ông không có tiền để đi mua đồ ăn. Có ngày tôi chỉ ăn một bữa cơm do mạnh thường quân cho, có ngày thì nhịn đói rồi đi ngủ. Theo thông tin của phóng viên nắm được, đa phần những người này thường lẩn tránh hoặc bỏ chạy mỗi khi gặp công an hay lực lượng đi kiểm tra phòng chống dịch bệnh. Chị Lê Thị Thu, quê ở Thanh Hóa, một người vô gia cư trên đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Ngày 22 tháng 7, chị Thu bắt xe khách từ Thanh Hóa đến Hà Nội để làm việc. Vốn dĩ ban đầu, chị mong muốn được làm giúp việc trong một gia đình ở thủ đô để vừa có chỗ ăn chỗ ngủ vừa có thu nhập. Thế nhưng chỉ hai ngày sau đó, mọi dự định của chị đổ bể khi Hà Nội quyết định giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Ở quê nghèo quá, tôi định lên Hà Nội kiếm tiền. Ai ngờ đúng vào đợt giãn cách xã hội, tôi thành người vô gia cư. Hiện tại giấy tờ của tôi cũng đã bị mất hết, trong người cũng chẳng còn đồng nào, nên về chẳng được mà ở cũng chẳng xong chị Thu kể. Khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, chúng tôi được huy động để bảo vệ các chốt vùng xanh trên địa bàn quận. Khi làm nhiệm vụ, chúng tôi được phát khẩu phần ăn, xong các anh em đều ăn mì tôm và nhường các suất cơm này cho những người vô gia cư trên địa bàn. Mặc dù suất cơm không đáng là bao, nhưng chúng tôi muốn dành tặng cho những người khó khăn hơn, cùng giúp nhau vượt qua mùa dịch. Anh Trần Mạnh Tuấn, phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội, chia sẻ với phóng viên. Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá băng nhóm gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản vào ban đêm, bắt giữ 5 đối tượng, trong đó test nhanh có 2 đối tượng dương tính COVID-19. Theo đó, vào dạng sáng ngày 1 tháng 9 năm 2021, tại cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Hoàng Văn Thụ, phường An Lạc A, quận Bình Tân, xảy ra vụ mất trộm tài sản. Nhận tin báo, công an quận vào cuộc điều tra, từ hình ảnh trích xuất camera của cửa hàng và các biện pháp nghiệp vụ, lúc 18 giờ ngày 1 tháng 9, đội cảnh sát hình sự công an quận Bình Tân phối hợp với công an phường An Lạc bắt giữ 5 đối tượng trong băng trộm đang lẩn trốn tại một khách sạn trên đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân. Các đối tượng gồm Nguyễn Ngọc Dinh, sinh năm 2000, ngụ tại quận 6, Châu Văn Vũ Linh, sinh năm 2005, Phạm Quốc Thái, sinh năm 2007, Nguyễn Văn Gớt, sinh năm 1994, Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1996, cùng ngụ tại tỉnh An Giang. Các đối tượng trong băng trộm không nghề nghiệp, sống lang thang, rủ nhau đi trộm để lấy tiền tiêu xài và thuê khách sạn ở. Đây là băng nhóm trộm cắp tài sản chuyên nghiệp, hoạt động có tổ chức, có sự phân công cụ thể cho từng đối tượng như thực hiện hành vi trộm, tiêu thụ tài sản và chia tiền bán được. Lợi dụng tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các cửa hàng tiện lợi có sự sơ hở trong việc thiếu người trông coi, không có bảo vệ và không khóa cửa cẩn thận, các đối tượng đã lẻn vào thực hiện chót lọt các vụ trộm cắp tài sản. Bọn chúng thường chia nhau thành các nhóm nhỏ, lợi dụng đêm khuya vắng người thì đột nhập vào trong và tìm kiếm các tài sản có giá trị, dễ tiêu thụ như điện thoại di động hay tiền mặt để trộm. Chúng thường hoạt động từ 22 giờ đêm hôm trước đến 2 giờ sáng hôm sau. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội, tăng vật thu giữ gồm 7 điện thoại di động và gần 10 triệu đồng tiền mặt. Qua Tết nhanh, có 2 trong số 5 đối tượng dương tính với COVID-19. Các đối tượng đã được đưa vào trung tâm cách ly y tế. Hiện công an quận Bình Tân đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Vết trượt dài của cô gái massage và bí mật trong hộp đèn ngủ Bắt quả tang hot girl, không mang giấy đi đường, trên xe có chất cấm Bắt tạm giam người dọa giết cả nhà công an là cán bộ thanh tra chính phủ để qua chốt kiểm dịch. Bắt nhóm thanh niên hack Facebook lừa đảo hàng tỷ đồng. Vết trượt dài của cô gái mát xa và bí mật trong hộp đèn ngủ. Những tưởng sau nhiều lần lầm lỡ khi vướng vào lao đao vì chất cấm, Nguyễn Thị Thanh Hương, sinh năm 1975, sẽ quay về nẻo thiện. Ngờ đâu, án tích còn chưa được xóa, người mẹ đơn thân này đã ngựa quen đường cũ, gieo rắc cái chất trắng cho bao nhiêu người bản án 16 năm tù về tội mua bán trái phép chất cấm mà Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên trong phiên tòa xét xử vào hồi tháng 12 năm 2020 là cái giá mà người đàn bà này phải trả cho những hành vi nguy hiểm mà mình đã gây ra. Nguyễn Thị Thanh Hương sinh ra và lớn lên ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Từ khi có chồng sinh con, Hương về Quảng Nam lập nghiệp với nghề massage rồi lâm vào con đường hút sách lúc nào không hay mức thu nhập từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng mỗi ngày vẫn không đủ cho Hương sử dụng chất cấm. Hết cách, Hương chuyển sang buôn bán hàng trắng. Trả giá cho sự dại dột khi rẽ sang nghề mới, năm 2016, Hương bị Tòa án Nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam tuyên phạt 24 tháng tù. Xót xa hơn, khi Hương đang chấp hành án phạt thì chồng qua đời vì lâm trọng bệnh. Những tưởng khi trở về xã hội sau lầm lỡ ấy, Hương sẽ tìm được công việc lương thiện để làm nhưng rồi, người đàn bà đơn thân này vẫn chứng nào tật nấy. Tết nguyên đán năm 2020, Hương về nhà ở quận Bình Thạnh chơi và vô tình quen biết với một người phụ nữ tên Quyền trong lần đi uống cà phê. Đôi ba lần tâm sự, Hương nói với Quyền rằng mình có sử dụng chất cấm dạng thuốc lắc và bảo khi cần sẽ nhờ Quyền liên hệ mua giúp. Cuối tháng 5 năm 2020, Hương gọi cho Quyền hỏi mua 100 viên thuốc lắc với giá 16 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, Quyên gửi 100 viên thuốc lắc cùng với một bịch nhỏ chứa chất cấm dạng đá cho Hương thông qua xe khách đường dài. Có hàng, Hương mang về phòng trọ của mình ở khối Viêm Trung, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cất giấu. Quá trình các trinh sát theo dõi, chiều ngày 4 tháng 6 năm 2020, Công an thị xã Điện Bàn tiến hành kiểm tra hành chính phòng trọ của Hương. Các trinh sát phát hiện 80 viên thuốc lắc và một gói chất cấm có trọng lượng 1,43 gram. Trong đó 68 viên được cất giấu trong hộp đèn ngủ cắm trên ổ điện gần phòng vệ sinh và 12 viên còn lại được giấu trong tủ nhựa. Hương khai nhận một tuần trước khi bị bắt, chị ta mang một ít chất cấm dạng đá cùng 16 viên thuốc lắc ra sử dụng, còn bán 4 viên cho một thanh niên không rõ lai lịch trước dãy trọ của mình. Tháng 12 năm 2020, tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt bị cáo 16 năm tù về tội mua bán trái phép chất cấm. Nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án, Hương bật khóc nức nở, cảm thấy rất hối hận vì những hành động thiếu suy nghĩ của mình và mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Ngoài lý do buôn bán chất cấm để thỏa mãn cơn nghiện, Hương biện bạch vì muốn có tiền cho con ăn học nên đã làm liều. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Bắt quả tang hot girl không mang giấy đi đường, trên xe có chất cấm. Tổ công tác Công an thành phố Hà Nội trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện người phụ nữ không có giấy đi đường. Bên trong túi ni lông treo ở trên xe còn có hai túi ni lông nhỏ chứa tinh thể màu trắng nghi là chất cấm dạng đá. Vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều qua, Tổ công tác cơ động mạnh Y4141 Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng làm nhiệm vụ trên đường Trần Khát Chân đã phát hiện một nữ giới điều khiển xe Honda Dream biển kiểm soát 29 h bảy có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra theo quy định. Quá trình kiểm tra người phụ nữ này không xuất trình được giấy đi đường cũng như lý do ra đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Cùng với đó, tổ công tác phát hiện bên trong túi ni lông màu đỏ treo ở xe của người phụ nữ có hai túi ni lông nhỏ chứa tinh thể màu trắng nghi là chất cấm dạng đá, một ống hút bằng thủy tinh kích thước khoảng 12 cm. Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản niêm phong vật chứng, đưa đối tượng và phương tiện về trụ sở công an phường phố Huế để tiếp tục xác minh làm rõ. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận Làng Nguyễn Thị A, sinh năm 1990, thường trú tại số 75 trên 3 đội cấn, phường đội cấn quận Ba Đình, Hà Nội. Nguyễn Thị A cho biết số chất cấm trên mua về để sử dụng. Đại úy Nguyễn Khánh Thọ, tổ trưởng tổ công tác cho biết, ngày 2 tháng 9, tổ công tác đặc biệt chia làm 2 ca, làm việc khép kín tại địa bàn, đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp, ra đường không có lý do chính đáng. Theo đó, tất cả những trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát, có các giải pháp quyết liệt, hạn chế người dân ra đường, nhất là khu vực phong tỏa, nơi có nguy cơ cao, chấn chỉnh và xử lý triệt để tình trạng, chặt ngoài, lòng trong. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Bắt tạm giam người dọa giết cả nhà công an Mới đây, Công an thành phố Thủ Dầu Một Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam Lâm Đình Bảo, 31 tuổi, ngụ phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Đối với Lê Văn Tuấn, bạn của Bảo có hành vi lấy trộm ô tô của Bảo khi cơ quan công an đang tạm giữ, được tách ra một vụ án khác để điều tra và xử lý riêng. Cũng theo cơ quan công an, thời điểm bị bắt qua xét nghiệm nhanh, Bảo dương tính với chất cấm. Khám xét nơi ở của người này, cơ quan công an còn thu giữ nhiều sổ sách liên quan đến việc cho vay nặng lãi. Trước đó như chúng tôi đã đưa tin vào ngày 27 tháng 8, Bảo lái xe ô tô qua chốt kiểm dịch Covid-19 tại ngã ba giao nhau giữa đại lộ Bình Dương và đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Lợi. Tại đây khi lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình giấy tờ, thì bảo không hợp tác và liên tục nói mình đang đi làm từ thiện nên không cần giấy tờ gì hết. Lực lượng chức năng yêu cầu bảo dừng xe vào chốt làm việc, thì người này không chấp hành, không đeo khẩu trang mà liên tục chửi bới. Người này còn dọa một chiến sĩ cảnh sát cơ động, đao giết cả nhà mày khi đã nhiều lần giải thích nhưng Bảo vẫn không chịu chấp hành nên lực lượng chức năng đã buộc phải khống chế đưa về trụ sở làm việc. Tuy nhiên khoảng 2 tiếng sau, Lê Văn Tuấn đã đến chốt kiểm soát lén lấy trộm ô tô của Bảo, cơ quan chức năng đang tạm giữ đem đi cất giấu. Ngay sau đó cơ quan công an đã nhanh chóng truy tìm được chiếc ô tô, đưa về trụ sở, đồng thời bắt giữ Tuấn. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Giả cán bộ thanh tra chính phủ để qua chốt kiểm dịch. Mới đây công an thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Trịnh Đình Hải 33 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp để điều tra về hành vi làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức để qua các chốt kiểm soát dịch Covid-19. Theo cơ quan điều tra, trước đó vào chiều 31 tháng 8, tổ công tác kiểm soát dịch Covid-19 tại cầu Săn Máu, phường Trảng Dài thành phố Biên Hòa phát hiện hai người đàn ông đi trên ô tô mang biển số 60A 62309 nên dừng kiểm tra. Người lái ô tô được tổ công tác xác định tên là Trịnh Đình Hải và người đi cùng tên là Lê Hữu Linh, 50 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp. Hải tự xưng là vụ trưởng thanh tra chính phủ và trình một bảng tên vụ trưởng thanh tra chính phủ, một thẻ thanh tra mang tên Trịnh Đình Hải. Chức vụ phó phòng xử lý sau thanh tra cơ quan Bộ Y tế. Hải yêu cầu lực lượng tại chốt kiểm soát cho qua để làm nhiệm vụ nghi các giấy tờ trên là giả, tổ công tác đã giữ Hải lại làm việc. Lúc này Hải khai không phải là cán bộ thanh tra chính phủ, mục đích dùng giấy tờ giả là để được đi qua chốt kiểm soát. Lực lượng chức năng cũng phát hiện trên ô tô người này có một áo sơ mi ngắn tay màu xanh nhạt, một cặp cầu vai nền màu đỏ, viền màu bạc, ở giữa có ngôi sao năm cánh màu trắng, một cành áo tùng, một áo cành tùng, ve áo bằng kịp một cặp cành tùng ve áo bằng kim loại màu trắng, giấy đi đường do Ủy ban Nhân dân phường Trảng Dài và phường Long Bình cấp, nhiều bảng tên với tên của Hải, một số chức vụ trong thanh tra chính phủ. Công an phường Trảng Dài đã lập biên bản bắt giữ Hải về hành vi làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và tạm giữ toàn bộ số tăng vật trên. Tại cơ quan điều tra, Hải khai mua áo nón phù hiệu cầu vai bảng tên và thẻ thanh tra trên mạng xã hội với giá 4 triệu đồng. Công an thành phố Biên Hòa đã khám xét khẩn cấp nơi ở của anh ta tại phường Tam Hiệp. Công an thu giữ thêm nhiều bảng tên mang tên Trịnh Đình Hải, mang một số chức vụ trong thanh tra chính phủ. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Bắt nhóm thanh niên hack Facebook lừa đảo hàng tỷ đồng. Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan điều tra vừa bắt giữ Nguyễn Văn Anh, Phí Văn Hưng cùng 23 tuổi và Từ Thái Nguyên 20 tuổi để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng với đó, cơ quan điều tra cũng bắt Phùng Văn Nam, 23 tuổi và Nguyễn Văn Luân, 26 tuổi, cùng ở huyện Thạch Thất, Hà Nội, bị tạm giữ để điều tra về hành vi che giấu tội phạm. Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, người dân không trực tiếp đến ngân hàng giao dịch mà thường liên hệ qua mạng xã hội và bằng hình thức chuyển khoản. Nguyễn Văn Anh đã cầm đầu, bàn bạc với các nhóm đối tượng, hack Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Sau khi chiếm quyền kiểm soát Facebook, ổ nhóm này đã mua số tài khoản ngân hàng trùng tên với chủ tài khoản để lừa bị hại chuyển tiền. Khi có người nghi ngờ, các đối tượng sử dụng đoạn video ghi hình khuôn mặt chủ tài khoản đã đăng tải từ trước để gửi. Vì vậy các bị hại tin tưởng và chuyển tiền cho các nhóm thanh niên này, sau đó biết thủ đoạn đã bị lộ, Nguyễn Văn Anh đã liên hệ với Nam và Luân để hai thanh niên này đưa cả nhóm đi trốn. Sáng ngày 1 tháng 9, công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với công an thành phố Hà Nội bắt giữ 5 nghi phạm khi cả 5 người này đang lần trốn tại quận Nam Từ Liêm. Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu giữ một xe ô tô, một bộ máy vi tính, hơn 70 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật có liên quan đến vụ án. Bước đầu công an tỉnh Bắc Ninh xác định từ tháng 10 năm 2020 đến nay, nhóm nghi phạm đã gây ra hơn 40 vụ hack Facebook, chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng, của gần 30 bị hại tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong số đó có một bị hại ở thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh. Rất nhiều tin tức đáng chú ý khác đang chờ đón quý vị trong các bản tin tiếp theo trên kênh Tin tức Việt. Quý vị đừng rời kênh vì quý anh sẽ quay trở lại ngay.